Tuấn bước đầu khai nhận, Tuấn và chị Nguyễn Thị Linh V, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, là vợ chồng. Quá trình sinh sống, vợ chồng Tuấn thường xuyên ra mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, cả hai chưa ly hôn. Thời gian này, chị V có quan hệ tình cảm với anh Hờ và thuê phòng trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương, sống chung như vợ chồng. Khi hay tin, Tuấn bực tức, tìm anh Nguyễn để đánh. Tối 1 tháng 10, Tuấn chờ gặp anh Nguyễn ở khu phố Bình Gia, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Thấy anh Hờ, Tuấn đã dùng dao đâm anh này tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn. Biết không thoát tội, ngày 2 tháng 10, Tuấn đã đến công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đầu thú. Như báo Công an Nhân dân đã đưa tin, anh Nguyễn điều khiển xe máy về phòng trọ nằm trên đường Bình Chuẩn 15, thuộc khu phố Bình Gia, phường Bình Chuẩn. Khi vừa đến trước cửa khu nhà trọ thì anh Nguyễn bất ngờ bị Tuấn nấp ở bên đường lao ra, dùng dao đâm tử vong.